Cơ sở đồ gỗ trang trí xin kính chào toàn bộ quý khách. Và hôm nay thì cơ sở chúng em sẽ gửi cho quý vị một sản phẩm rất là độc đáo mà bên cơ sở chúng em đề co. Và có thể nói đây là một trong những một góc nhỏ và không gian bày đồ rất là đẹp mang nét cổ kính xưa, bao gồm có văn kỷ, cối xay, trung cổ và đặc biệt là một tác phẩm nghệ thuật, đó chính là những bông sen được cơ sở chúng em cắm trong chum. Thì sau đây thì em sẽ giới thiệu đến cho quý vị để quý vị có thể đề co trong một không gian quán cà phê, phòng làm việc, phòng khách và đặc biệt là phòng trà rất là đẹp. Thì qua video này thì em sẽ quay cho quý vị về một tác phẩm rất độc đáo và cơ sở chúng em có sáng tạo như một sản phẩm trưng bày trong một không gian rất là đẹp. Thì đây là một trong những phòng khách theo lối xưa rất là đẹp và chi tiết. Và cơ sở chúng em có làm, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó chính là chiếc văn kỷ. Cơ sở chúng em có đặt trên một chiếc văn kỷ rất là đẹp, quý vị có thể thấy đây, được cơ sở chúng em đề cọ rất là đẹp. Và văn kỷ thì được cơ sở chúng em làm với kích thước là ngang 95 x 42 và cao là 19. Phần chum thì được cơ sở chúng em được chọn một chiếc chum với kích thước là 46 x rộng là 36 đây. Một chiếc chum cũng có ly đại rất là cổ kính này. Và đặc biệt thì đây là cơ sở chúng em đang đề co cho quý vị, đó chính là hai chiếc cối xay hai bên quý vị nhé, để tạo điểm nhấn cho tác phẩm. Và đây là một cối xay được làm từ đá nhồi, cối xay cũ quý vị ạ. Và cối xay này thì với kích thước là cao 18 và rộng 24 quý vị nhé. Đây là hai chiếc cối xay cổ mà cơ sở chúng em đề co trên một sản phẩm mang đặc trưng nét đẹp của truyền thống Việt Nam chúng ta. Đó, quý vị có thể thấy chất đá nhồi. Và đặc biệt thì cơ sở chúng em đang cắm những bông sen rất là đẹp và được làm hoàn toàn là thủ công và được làm theo nối cổ. Và cơ sở chúng em đang cắm trong chiếc bình chum này là gồm có 51 cảnh, bao gồm có nụ, đó quý vị, nụ, hoa và lá rất là đẹp. Và em sẽ quay tổng thể cho quý vị, có thể nói đây là một không gian, một sản phẩm trưng bày rất là đẹp để quý vị decor trong một không gian dành cho những quý khách hàng yêu thích nét cổ truyền thống. Thì đây là một tác phẩm rất là đẹp và được cơ sở chúng em làm, có thể nói là một trong những mẫu chưa có thị trường quý vị nhá, rất là đẹp. Và chi tiết có em đang quay cận cảnh cho quý vị. Và kích thước của tổng thể khi chúng em cắm trên chiếc chum này là cao tổng thể là cao 1m15, rộng là 78. Đó, quý vị có thể thấy này, chi tiết được làm hoàn toàn là thủ công từ những bông, từ những bông sen quý vị nhé. Rất là chi tiết, phần nụ, phần lá cuốn hay là những phần búp thì đều được làm rất là sinh động và chi tiết. Và phần thân này được cơ sở chúng em được vót từ những thân tre quý vị nhé. Và những nguyên liệu được tự nhiên thì được cơ sở chúng em thiết kế trên sản phẩm này, đem đến nét cổ kính sang trọng cho không gian nội thất. Đó, quý vị có thể thấy, em sẽ quay lại tổng thể cho quý vị. Và nếu quý hàng có yêu thích về bộ sản phẩm mà cơ sở chúng em đang đầy co đây thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở em là theo số này nè: 0979839286, 0825232888 và 0378759562. Thì cơ sở chúng em có Zalo và hỗ trợ cho quý vị. Xin cảm ơn ạ.